tiết lộ chấn động người ngoài hành tinh khổng lồ xuất hiện ở vùng 51. Thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring cho hay đã phát hiện hình ảnh sinh vật ngoài trái đất cao 16 mét ở vùng 51 tối mật của Mỹ. Thông qua ảnh chụp Google Earth, vùng 51 tối mật là căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt của Mỹ. Trong những năm qua, căn cứ này là chủ đề của nhiều đồn đoán, bao gồm UFO và người ngoài hành tinh. Công chúng càng tò mò hơn về vùng 51 khi thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring tuyên bố đã phát hiện hình ảnh sinh vật ngoài trái đất cao 16 mét ở căn cứ quân sự này thông qua ảnh chụp Google Earth. Theo ảnh chụp bằng Google Earth do ông Waring công bố, một vật thể giống hình dáng con người đứng gần các tòa nhà trong vùng 51. Ông Waring cho rằng, vật thể bí ẩn đó có thể là người ngoài hành tinh hoặc robot khổng lồ do sinh vật ngoài trái đất tạo ra. Thợ săn người ngoài hành tinh còn khiến dư luận xôn xao khi mô tả sinh vật này cao tới 16 mét và thực sự di chuyển. Trước thông tin do ông Waring cung cấp, một số người tin rằng đó có thể thực sự là người ngoài hành tinh. Vùng 51 đang bí mật nghiên cứu về UFO và sinh vật ngoài trái đất. Theo giả thuyết này, những thông tin về họ được giới chức Mỹ giữ kín nên công chúng không hay biết đến sự tồn tại của họ. Thế nhưng, một quan điểm khác cho rằng hình ảnh chụp bằng Google Earth do ông Waring công bố có thể là ảo giác pareidolia. Điều đó có nghĩa là một số người nhìn vào một vật thể gì đó và liên tưởng đến vật hoặc thứ gì đó không có thật. Do đó, nhiều người tin rằng bức ảnh trên không phải là bằng chứng chứng minh người ngoài hành tinh là có thật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.